Con kia mặt này sao mà làm tí? Thôi nói nó sát. Con đứa để khúc xa con dâm được mà. Em có mở thì muốn làm bát hả? Thôi mà em thấy đường. Ồ, đỡ hơn. Nếu mà mình muốn kiếm tiền thì mình phải làm như thấy đường hả? Trời ơi. Sữa. Em làm cách này là cho anh ta coi thì dễ. Wax nữa cái. Vậy đó. Ai muốn học eyebrow ghé. Vậy là người ta sẽ không cho tiền mày cho học sao? Trời ơi. Mà chỉ ông làm luôn, không phải start from here, ok? Nếu mà chưa có giỏi á, mình lấy giữa này mình đầm thẳng xuống. Ok bạn mình. Bắt đầu mình làm từ cái đầu. Là bên ngoài trước, xong từ vô bên trong. Làm như trong liền cái wax mà nó dày quá. Mình bỏ nhiều quá là giật là mất hết lông mày người ta luôn.